Chúa ở cùng anh chị em ở cùng cha. Tình mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mạc thiêu Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân giữa anh em thì không được như vậy ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc muôn người đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong nghi thức truyền chức phó tế, có phần giám mục chủ sự thẩm vấn các ứng viên. Giám mục chủ sự đặt một số câu hỏi, trong đó có câu như thế này: Các con là những người đã sẵn sàng giữ sự độc thân. Các con có muốn suốt đời giữ quyết tâm này, làm bằng chứng các con đã cống hiến tâm hồn mình cho Chúa Kitô vì nước Trời, để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại không? nếu các thầy trả lời là có thì tiếp tục còn nếu các thầy trả lời là không thì đi về trong câu hỏi này có ba yếu tố quan trọng thứ nhất là độc thân suốt đời anh chị em biết là trong hội thánh công giáo chúng ta hiện nay có hai hình thức phó tế một là phó tế vĩnh viễn và hai là phó tế chuyển tiếp các thầy phó tế Vĩnh viễn tức là mãi mãi làm phó tế thôi còn phó tế chuyển tiếp là các thầy chuẩn bị để có thể được chuyển chức linh mục các phó tế vĩnh viễn không buộc phải sống độc thân hầu hết họ là những người sống đời sống hôn nhân gia đình và hiện nay có rất nhiều phó tế vĩnh viễn trong hội thánh của chúng ta đặc biệt là trong các nước phương tây còn các thầy phó tế chuyển tiếp thì phải sống độc thân suốt đời đó là lời mời gọi chứ không phải là sự ép buộc và lời mời gọi ấy đợi chờ sự đáp trả của tự do mỗi một thầy sống độc thân suốt đời rồi yếu tố thứ hai là độc thân vì nước trời trong đời sống xã hội không phải chỉ có các linh mục, các tu sĩ mới là những người sống độc thân. Cũng có những người khác ở ngoài đời sống độc thân theo cái nghĩa là không kết hôn. Nhưng mà không hẳn sống độc thân mà khiết tịnh. Có thể sống độc thân bởi vì không muốn bận tâm với đời sống gia đình, với vợ con, với trách nhiệm. Sống một mình vẫn là thoải mái, nhưng mà đồng thời cũng quan hệ với người này người kia, kể cả quan hệ xác thịt. Người ta cũng có thể chọn sống độc thân vì một lý tưởng cao đẹp, chẳng hạn muốn dành cả cuộc đời của mình cho việc nghiên cứu khoa học. Còn các thầy phó tế thì muốn sống độc thân vì nước trời. Vì nước trời nước trời là giá trị tuyệt đối và vì giá trị tuyệt đối ấy tôi muốn hiến cả con người hiến cả cuộc đời của mình cho nước trời và tôi chấp nhận những hy sinh vì nước trời và yếu tố thứ ba là độc thân vì nước trời để phục vụ thiên chúa và anh chị em của mình rộng lớn hơn là cả nhân loại độc thân không phải để đi tìm sự thoải mái cho bản thân mà độc thân đó là để phục vụ để có thể toàn tâm toàn ý dành trọn bộ sức lực và thời gian để phụng sự thiên chúa và anh chị em của mình các tiến chức thân mến nếu các con sống độc thân vì nước trời và để phục vụ sống đúng với lý tưởng như vậy thì các con sẽ sống cuộc sống độc thân một cách lành mạnh vui tươi và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho đời sống tông đồ người ta sẽ nhìn thấy ở nơi các con cái dấu chỉ của Chúa và người ta dành cho hội thánh của Chúa một sự khả tín. Mà ngược lại, nếu các con không trung thành với cái lý tưởng là sống độc thân vì nước trời để phục vụ, thì kinh nghiệm thực tế cho thấy Người giáo dân không còn tin tưởng các con nữa. Những cái việc khác mà các con làm, dù có tốt đến đâu đi nữa, người ta cũng đặt dấu hỏi. Cho nên, cái điều mà các con quyết tâm sống và bày tỏ ngày hôm nay rất là quan trọng. Để sống được cái lý tưởng độc thân vì nước trời, để phục vụ anh chị em của mình. Tự sức chúng ta làm không nổi, phải cần có ơn của Chúa. Như chính Chúa Giêsu đã dạy, không có thể các con chẳng làm gì được. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là mình mình đẩy cho Chúa hết rồi mình không phải làm gì cả. Các con phải cộng tác với ơn Chúa bằng sự trung thành với kỷ luật trong đời sống thiêng liêng đừng có coi thường ngày xưa ở trong tiểu chủng viện nó có một câu mà tháng nào cha cũng nghe con giữ luật thì luật giữ con ngày nào cũng đọc lại cái luật ở trong chủng viện tháng nào cũng đọc cho nên cha nhớ tới bây giờ con giữ luật thì luật giữ con Chính bản thân các con cố gắng trung thành với những kỷ luật trong đời sống thiêng liêng. Và những kỷ luật ấy sẽ giúp đỡ chúng ta trung thành với cái chọn lựa sống độc thân vì nước trời để phục vụ anh chị em của mình. Các con lãnh nhận chức phó tế trong tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu Xin Thánh Tâm Chúa uốn lòng chúng ta nên giống trái tim của người để chúng ta cũng có thể sống với ơn gọi độc thân vì nước trời để phục vụ anh chị em mình một cách tốt đẹp và trọn vẹn như chính Chúa Giêsu đã sống. Amen.